Hello các bạn nha. Mình đang có mặt tại cái này là chợ lách hả anh? Ờ. Đây chợ lách Huyện Cái Mơn ha. Em tưởng đâu qua tới bỏ Cà Bắc rồi chứ. Dạ. Vườn của anh Nghĩa. Thì bữa nay thấy là nó đứng cái lá ra anh. Ừ. Đứng cái lá gì lá cũng nó cũng hết giòn rồi đó. Kéo giãn lá ra đó. Đi được nửa chặng đường rồi đó. Bữa nay nó cũng cái đọt gộ nè, lá nhìn nó mẫn ghê luôn. Bây giờ chỉ còn việc là của anh thôi đó, xịt gầy thôi đó. Làm gốc là hở em cũng chỉ cho làm gốc rồi phải không? Dạ. Hả, nó cũng dần cỏ nữa hả? Dạ. Sầu riêng anh toàn sầu riêng nái không, gắn trăm á. Mấy cái này cây 250kg, 300kg rồi khỏe luôn á. Hôm nay xịt hai cử, anh là xịt hai cử rồi, anh có thấy hiệu quả trên về cái mặt là nào, anh có thể nói em nghe được không? Mà thấy cái quả, cái lá nó bóng, nó mẫn rồi nè. Dạ. Thấy đứng cái lá không? Ừ, đứng cái lá rồi. Mấy cái gồng nghiêu trên lá bắt đầu cũng tụt hết nè. Tụt hết rồi. Ừ. Nhìn lá sáng. Bóng rồi. Nhìn lá sáng hơn giờ được rồi. Chỉ là giải quyết ba vấn đề. À, đứng cho lá. Lá nó giãn ra nó hết giòn. Ừ. Thứ hai là nó kéo đọt mạnh nên nó mẫn lá. Trời, cái vấn đề mà gông ở trên lá thì chắc ăn nó sẽ tụt rồi đó. Tại vì nó mẫn cái lá ra vậy nè. Cái lá nó bóng nó mẫn. Nó mẫn không? Chứ nó dẻo cái lá, nó là nó rất khó trái lá mà lá nó giòn hởm mình bóp cái gào 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 á, nó trái lá trơn à. Nó bắt đầu cái đọt hà lưỡi nhóc nè. Cái thuốc này thì nó mạnh, nó giúp cái đọt á, nhưng mà nó cái đọt tự nhiên á, nó sẽ mập đọt chứ nó không ốm đọt như rồi mà. Để anh coi lần này anh sẽ quan sát coi lần này khi nó cái đọt mới còn sẽ bị rụng lá dài như đợt trước nữa không ha. Tại vì cái vùng mình là bị phải không? Bị ra đọt như là nó gọi ra đọt đợt trước nó rụng lá dài được sao, ra đọt này nó rụng lá dài phải không? Để coi đợt này. Dạ đúng rồi. Với lá nó dẻo nó hết giòn, thường mấy lá nó giòn nó sẽ rụng trước lá người ta. Lâu lắm hiếm lắm mới thấy một vườn mà cây bự vậy mà còn đủ cành mang trái vườn của anh á. Thường cái vườn bự vậy á là nó còn một hai cành à. Dạ. Cái mấy vườn ở bên nó chỉ là bên Ngũ Hiệp luôn. Một cái cây mà nó bự tới vậy phải không? Nó còn ba nhánh nè, ba nhánh nè. Anh Trâm đi, cái này kia bằng lá bàn tay nè. Lá dưới 6 nó bự bằng bàn tay. Bằng lá bàn tay. Cái lần này hả, mình cho anh xử lý trái hả? Mà nó cũng sạch sẽ còn như đây trái hả? Trái này chừng nào mới thu ta? Rồi sao không kêu lấy vô cắt luôn đi. Tạo có mấy tay không được. Chắc chừng 20 tay vậy à. Dạ. Rồi đến phun cử nữa rồi em vô em coi. Em thấy qua lâu rồi. Anh Hải không có nhà sao qua bánh tài. Dạ. Cảm ơn các bạn nha.